Lòng của chúng con đang được sự cảm phúc từ nơi Đức Thánh Linh, và chúng con tin rằng mọi sự đang được dẫn dắt theo sự hướng dẫn của Ngài. Thánh Linh ơi, xin giờ này đây xin tiếp tục đổ dầu của Ngài trên mỗi tấm lòng của chúng con. Chúng con luôn cần được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Chúng con muốn mỗi ngày chúng con càng giống như Đức Christ hơn, bởi vì càng giống như Đức Christ càng khiến cho chúng con nhận biết ra được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Cha, khiến cho chúng con đi chọn con đường mà Chúa muốn mỗi cuộc đời chúng con đi, hầu cho không một người nào trong chúng con trễ bước, trễ nhịp, trễ cái cơ hội mà Chúa dành cho chúng con trong lúc này. Đây là lúc mà mỗi người đang được sự thăm viếng của Ngài. Chúng con tin vào sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Chúng con tin vào lời tiên tri. Chúng con tin vào lời hứa đời đời của Chúa. Chúng con tin rằng hội thánh của chúng con, đất nước của chúng con, vận mệnh của chúng con hoàn toàn là tùy thuộc nơi chính mình Ngài. Những gì đang xảy ra, nó giống như những cơn phong bao, nó giống như những cơn bão đang ập đến trên biển cả của cuộc đời này. Nhưng không có nghĩa mỗi con thuyền của chúng con dầu có chao đảo nhưng không thể nào biến mất ở giữa cơn bão này. Chúng con sẽ đứng vững tay chèo. Chúng con phải tiếp tục đi tới. Chúng con sẽ luôn luôn đồng hành cùng với Ngài, bởi vì Chúa luôn ở trên mỗi con thuyền của chúng con. Thần của Đức Sơ Ba xin giờ này khích lệ chúng con, để từ trong mỗi lòng của chúng con được sự nhắc nhở từ nơi Chúa, không bỏ cuộc, không lui đi, không sờ ngã, không để cho những điều nào đang xảy ra đây đánh mất đi cái tầm nhìn đức tin của mình, đánh mất đi cái khát vọng thuộc linh của mình, nhưng nó lại càng được nung đốt nhiều hơn nữa. Một lần nữa con cầu nguyện và công bố đất nước này được phước là từ nơi hội thánh của Chúa. Đất nước này được phước là từ nơi tinh thần cơ đốc. Đất nước này được phước là từ việc rao giảng tin lành. Đất nước này được phước là khi họ nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của cuộc đời mình. Chúng con dạng dĩ công bố điều này. Chúng con dạng dĩ nói về điều này, bởi vì ý tưởng của đời đời đã khẳng định điều này và đã chứng minh trong suốt chiều dài của lịch sử. Cho nên chúng con một lần nữa công bố Việt Nam sẽ được phước khi mỗi người cơ đốc nhân của chúng con luôn hướng về Ngài và cầu nguyện cho đất nước của mình. Còn cảm ơn Ngài, còn dân thi giờ này trong sự hiện diện của Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.